lại không đi lại. Chuyên đề số 3. Tính chất và lý hiệu đi lại. Chuyên đề số 3 thì chúng ta sẽ học hầu hết về kim loại. Thứ nhất là bộ ba mã, vị trí, cấu hình nghe của kim loại. Thứ nhất là học về vị trí. Một nhỏ vị trí của kim loại. Thì các kim loại nằm ở trong khoảng tuần hoàn. Thì các kim loại trong khoảng tuần hoàn thì nó nằm ở các cái nhóm như là nhóm 1A trừ hydro, 1A trừ hydro, 2A, 3A và các nguyên tố nguyên tố ở cuối của các nhóm 4A, 5A, 6A, các nguyên tố phía cuối của các nhóm 4A, 5A, 6A, ví dụ như là trì, elu, vân vân, protoni ở đây là phía cuối của các nhóm A. Tất cả các nguyên tố nhóm B, tất cả các nguyên tố nhóm B cộng thêm hai họ phía cuối khoảng tuần hoàn là hai họ cộng thêm và hai chu kỳ phía cuối của khoảng tuần hoàn là họ hàng carbon hết. Là hồ cơ các bạn thế rồi. Hồ cơ vậy. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi bổ túc xem là xác định cái vị trí của cái nguyên tố kim loại trong khoảng tuần hoàn như thế nào thôi. Nhá, xác định vị trí của mình sẽ có bổ túc một chút. Vị trí của kim loại trong bảng tổng hợp thì thứ nhất là đầu tiên bạn có là số Z thì chính bằng số thứ tự ở trong bảng tổng hợp này. Thứ hai này, số lớp thì bằng số chu kỳ này. Đấy. Thứ ba, electron cuối cùng mà điền vào phân lớp S và P thì nó thuộc nhóm A, và điền vào phân lớp D hoặc F thì thuộc nhóm B. E là cuối cùng, điền vào phân lớp S hoặc P nhóm A, phân lớp D hoặc F thuộc nhóm B. Với thuộc nhóm A thì mình sẽ có là electron ngoài cùng bao hòa. Thì E hóa trị bằng electron lớp ngoài cùng cộng với electron của phân lớp sát ngoài cùng.
đây cái này nó hơi trừu tượng, phải có ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ natri Z bằng 11. Cố nghe sẽ là 1S2, 2S2, 2B6, 3S1 nha. Bây giờ đầu tiên này, mình thấy này, anh này có số electron hay là Z của nó bằng 11. Vậy suy ra nó ô số 11. Số lớp của nó bằng 3, đúng không? Vậy nó ở chu kỳ 3. Electron cuối cùng dừng vào phân lớp S, nên nó cũng nó 3. Cũng nó 3. Và do electron cuối cùng phân lớp S của nhóm A, vậy mình sẽ có là vị trí thứ tự nhóm của nó chính bằng số electron phải cùng và số electron phải cùng nó bằng 1. Vậy nó là bằng được này. Giờ chúng ta thử làm thế. Ví dụ số 2 là ven clo sẽ bằng 17 xanh. Nó chỉ hỏi những anh mà chúng ta hay khi là hay học thuật. Canxi Z bằng 20. Sắt là hay thi nhiều nhất, Z bằng 26. Crom 24 đồng 29 đấy, chúng ta chỉ tập trung vào cái này thôi. Và cái này của chúng ta đây, canxi ạ. Nào, canxi câu nghe là gì? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Đúng không? Vậy thì anh này là ô số có Z bằng 20 mà, hay là có số E bằng 20, ô số 20 ở chu kỳ 4 nhé. À, có số nhóm 4 thì nó ở chu kỳ 4. E lên một cái cụ việc với lớp gì? E nên nó thuộc nhóm A. Và nhóm mấy ạ? À? 2 ạ. À? Vẫn sẽ sang cái sắt, sang đến sắt, sang đến cổ, sang đến đồng nữa nè. Sắt, cổ, đồng. Chưa được biết tôi nghe là sắt rồi nhỉ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
3D 4X2 3D 6. Ô anh nhớ. Ô dễ lắm. Ô 26 lớp là 4. Đây nó đã thuộc chu kỳ 4. Em đâu có chủ điền là phân lớp nào. Vừa nãy nhìn thấy thầy vừa điền là phân lớp không cùng tên thì nó đọc lại cái thầy điền. Với 22 22 26 22 36 3D 4S2 thì vào này là 3D6. Vậy em có cùng điền phân lớp nào? D đúng không? Do em đâu có cùng điền là phân lớp D nên nó thuộc nó B. Hoàn toàn em có thể mở bảng tuần hai em kiểm tra lại nhé. Thấy chưa? Và khi nó thuộc nhóm B thì bắt đầu là số thứ tự của nhóm của nó bằng em hóa trị. Thì em hóa trị thì được tính gần nhìn đây. Phân lớp sắt ngoài cùng nó bao hòa chưa? Chưa. Bởi vì phân lớp sắt ngoài cùng chưa bao hòa nên mình có electron hóa trị bằng số E của lớp ngoài cùng là 2 cộng số E phân lớp sắt ngoài cùng là 6 bằng 8. Nên vậy thằng này thuộc nhóm 8 hệ. Thế thì tại sao ở nhóm này thì ra thì cái này nó liên quan đến sau này S2 2P6 3S2 3P6 3D 4S2 3D9. Nghe cứ chuyển thành 3D10 4S1 ô 29 chu kỳ 4 nhóm electron cuối cùng điền vào phân lớp DHS D nên chắc chắn thuộc nhóm B, thấy không ạ? Vậy lúc này là số thứ tự của nhóm chính bằng em hóa trị, đúng không? Bây giờ em hóa trị này, em hóa trị này tính này bằng này. Rồi sẽ để hỏi em phân lớp sắt là đúng bao hòa chứ? Đúng chưa? Vậy em hóa trị nó chỉ bằng lớp quay cùng 1 quay cùng 1 đây. Và ta chết. Thì chủ yếu ở trạng thái tinh thể trong đó các nguyên tố nhóm 1A thì thuộc ở trạng thái tinh thể lập phương tâm phổ. A la mã ra cái trọng tâm hay cái mỏ lớn nhất là những tính chất của lít. Lược bỏ những cái nó làm nhạt đi, chỉ tập trung vào những cái quan trọng thôi. Trong tính chất vật lý này nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là một nhỏ là tính chất chung, và phần thứ hai là phần tính chất riêng. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ đến những cái kim loại đặc biệt thôi để giảm thiểu bộ nhớ. Còn lại sách giáo khoa thì nó nói sẽ rất rất nhiều thứ. Thì ở những cái mà nói rất rất nhiều thứ này thì thầy sẽ giảng ở bên ngoài thôi, chứ thầy sẽ không yêu cầu chúng ta phải thuộc. Thứ nhất là bởi vì nó ở trạng thái tinh thể nhá. Thì bởi vì nó ở trạng thái tinh thể đây, trạng thái tinh thể nó thầy giải thích cho ta hiểu qua sơ qua về trạng thái tinh thể nó có điều gì đặc biệt. Bình thường như bọn phi kim, đúng không? Thì nó tồn tại ở trạng thái đơn chất. Thì đơn chất của nó thì chỉ gồm là một nguyên tử phi kim hoặc là hai nguyên tử phi kim hoặc quá lắm là ba nguyên tử phi kim liên kết với nhau để tạo thành một nguyên tử. Ví dụ oxy là O2, được chưa? Ví dụ như nitơ là O2, ví dụ như tầng ozone là O3, được chưa? Thì bởi vì là như vậy nên là các phân tử nó có khả năng là giãn cách với nhau nên đa số các phi kim tồn tại ở điều kiện thường là gì ạ? Thể khí, đúng chưa? Hoặc thể lỏng, đúng không? Thể làm rất ít, thể làm rất là ít. Thế thì bây giờ các kim loại thì thường chúng ta ký hiệu của kim loại là natri này, là sắt này, đúng không? Chúng ta nhìn như vậy chúng ta tưởng rằng là nó tồn tại là một nguyên tử, đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy là sắt chúng ta cầm nắm được,
thì không thể là tồn tại dạng nguyên tử được, bởi vì nếu mà nó chỉ tồn tại dưới dạng một nguyên tử riêng rẽ, nó không thể cầm nắm sắc, không thể cầm nắm được tầm, không thể cầm nắm được tại. Thế nên vẫn nảy sinh ra đây là tồn tại chủ yếu luôn cả tinh thể. Tinh thể là gì? Tinh thể chúng ta tưởng tượng ở đây nó có những cái nút mạng, và ở tại các nút mạng này, ở tại các nút mạng này thì tồn tại các nguyên tử hoặc là ca chiêm kim loại. Tại sao lại tồn tại trong nguyên tử và ca chiêm kim loại? Thì ở đây chúng ta nói sâu một chút về bọn kim loại, thì chúng ta nhìn thấy cầu nhà đấy, thì đấy là các kim loại chúng ta số có số e lúc đầu chúng là 1e, 2e hoặc 3e, đúng không? Thế vậy thì để nó tạo thành cái xu hướng bền, thì cái xu hướng của bọn kim loại để nó tạo thành bền, tức là luôn luôn là m không trừ nhường đi n nhân không để tạo thành m siêu n. Thì đây là kim loại, đây là ca chiêm kim loại. Và cái xu hướng của bọn kim loại chúng ta biết rồi, cử cho o nhận ở đây là luôn luôn để tính cử, kim loại lúc nào để tính cử với đặc trưng nhất kim loại. Thế thì vậy là ở bên trong tồn tại, chúng ta biết là hàng rất nhiều ion nguyên tử, đúng không? Thì đây nó tồn tại trong này, thì sẽ có thằng là thằng ca chiêm và điện tích dương, thằng không mang điện tích, thằng ca chiêm mang điện tích dương, đúng không? Thế thì trong quá trình chúng ta học, chúng ta biết là dương dương hai điện tích mà nó cùng dấu nó đẩy nhau, đúng không? Thế bây giờ cái điều gì mà khiến cho nếu mà thằng này đẩy nhau hoặc thằng này đẩy nhau mà nó lại tồn tại ở cùng với nhau trong một mạng như thế, nó không đẩy nhau chết, đẩy nhau phải sai nhau ra thì sao nó lại cùng lại với nhau trong mạng như thế? Thì cái lý do chính là tồn tại trong mạng như thế là do hay là được tự do, do kim loại này ở điều kiện thường tự động nhường đi một số hay đất không để tạo thành ca chiêm kim loại chẳng hạn bền, nên ở mô hình chung ở bên trong cái mạng tinh thể kim loại này nó đã có em không tự do. Và chính cái đám mây em không tự do này nó sẽ góp phần nó giữ lại thằng dương đấy, thằng dương để ở lại giữa nhau, nó không đẩy nhau với em không tự do sẽ giữ lại, được chưa? Thế thì chính bởi vì có cái thằng electron tự do đấy nên nó nảy sinh ra các tính chất chung kim loại, các tính chất chung của kim loại là do electron tự do. Tính chất thứ nhất là ai nhỏ, là tính dẻo. Tính dẻo các em chỉ cần nhớ thôi, rồi là kim loại dẻo nhất là một cái thằng mà có thể rác vàng này, đúng không? Lá vàng này, được chưa? Đấy gọi là tính dẻo nhất là vàng. Nhớ vậy thôi. Thế còn bây giờ mình phân tích là tại sao nó có tính dẻo. Phân tích sâu hơn một chút ạ. Đây là mạng tinh thể. Trong này có đám mây tự do. Giờ thì mình cầm búa nện vào cái này. Vậy khi mà nện vào, tác dụng một lực vào đây thì các cái mạng tinh thể nó sẽ trượt lên nhau. Nó trượt lên nhau được không? Đây, thằng nó sẽ trượt lên nhau như kiểu này. Và khi nó trượt lên nhau như kiểu này, bọn này nó cục xuống đúng không? Càng bỏ càng bỏ thì nó càng rất mỏng ra, đúng không? Thế nhưng mà lý do là tại sao nó không vỡ mà nó lại trượt? Đúng, bình thường như mọi thứ thế mà như là cái cục đá chúng ta mà làm đấy, đập cái bột nó phải vỡ chứ. Thế tại sao này đập cái bột nó không vỡ, nó lại trượt lên nhau thôi? Hay là do nó thích trượt cầu trượt? Không phải, tại vì có đám mây electron được tự do, nó vẫn hút các cái mạng tinh thể này với nhau, nên nó chỉ có trượt lên nhau thôi, nó không thể nào mà tách nhau được. Trừ khi đến lúc nó mỏng quá, nó rách nhé. Đấy, đây là lý do đám mây electron được tự do sẽ giữ lại. B nhỏ, tính dẫn điện. Cái này hay bị hỏi, mấy cái này thì giảm cho tôi nghe hiểu nhé, không phải nhớ, hiểu thì hiểu, không hiểu thôi. Nhớ như thế này này, cái này hỏi mấy cái này là trách nhiệm của giáo viên mình giảm cho hiểu. Dẫn điện thì ở đây chúng ta nhớ cái thứ tự độ dẫn điện, nói chung là cái này bắt buộc phải nhớ, chẳng có cách nào có thể mà gọi là tự dưng mà có thể chút được vào phần đỏ thôi, thầy cũng nhớ làm nhiều nữa. Thì thằng dẫn điện mạnh nhất là thằng bạc rồi thằng đồng rồi thằng vàng rồi thằng nhôm rồi thằng sắt, rồi thằng dẫn điện yếu nhất là thằng ngân. Nhớ thứ tự nha, bạc đồng vàng, cứ bạc đồng vàng này thường ba thằng đấy hay lẫn nhau nhỉ. Đa số chúng ta sẽ phân nhầm là bằng vàng, đa số chúng ta sẽ nhầm bằng vàng, cứ nhớ là vàng là kim loại đắt nhưng không phải là dẫn điện tốt nhất của người là bạc. C nhỏ, tính dẫn nhiệt. Tính dẫn nhiệt thì tương tự như dẫn điện,
dây nhỏ tính ánh kim. Thế ta nhìn thấy là tất cả đa số kim loại chúng ta thì đều có tính ánh kim, ví dụ vàng chúng ta nhìn có loại kim đúng không? À, bạc có ánh kim đúng không? Ngay cả cái thanh sắt chúng ta có ánh kim, chúng ta nhìn kỹ đúng không? Tại vì cái tính ánh kim đấy đó là do gây ra do 80 electron tự do, do 80 electron tự do chạy long quang bên trong cái mạng tinh thể kim loại thì nó va đập thành photon ánh sáng từ mặt trời chiếu đến, nó đập lại vào mắt chúng ta, hiện tại nhìn nó có tính ánh kim. Vào cái đề thi thử của Sở Giáo dục Hà Nội năm 2020 thì Sở có hỏi, sẽ không hỏi thương một người sẽ hỏi mấy cái này đúng không? Nhưng mà trong cái đề đấy thì Sở lại hỏi là trong các tính chất sau kim loại, tính chất nào là tính chất chung, cái nào là cái chó chết hết. Cái chó chỉ biết là tính dẻo nhất là vàng, dẫn điện là bạc đồng vàng, dẫn nhiệt cũng như vậy, xong rồi tính ánh kim thôi. Sau một tí nữa đấy là tính chất riêng, nhưng mà chúng ta không thể phân biệt được là đâu là tính chất chung, đâu là tính chất riêng, đúng không? Thế khi mà hỏi các bạn là chết. Thế thường những cái câu hỏi mà dễ dàng thì thường hay đặt cho chúng ta bất ngờ, mà không biết trước được, không lường trước được. Thế nên là đấy là yêu cầu của nhiều. Thế nếu mà ngồi trong phòng thi của chúng ta mà nhớ lại là vậy là tính chất chung là do tất cả là do cái thằng đám này em không tự do nó tạo nên, thì hoàn toàn tư duy được là do tính dẻo này, dẫn điện này, dẫn nhiệt này, ánh kim. Đúng không? Đấy nhá. Đa nhỏ tính chất riêng. Tính chất riêng thì họ phải các cái nhất. Mềm nhất cho các em nghĩ trước tự nhiên. Mềm nhất thì có gì ạ? Cứng nhất, nhẹ nhất, nặng nhất, nhiệt độ nóng chảy cao nhất, nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Bắt buộc phải nhớ như thế này, những cái nhất sở học dự án điện. Mềm nhất là gì? Mềm nhất là một cái thể loại kim loại nào đó mà dùng bằng dao không thôi cũng có thể cắt được nó, thì toàn bộ quả bột A thì đều như vậy. Titi, Nari, Kari, Kuni, Ceci, Vasi. Vasi là lúc tôi bóng sạc hơn được. Và đây mềm nhất không là cái thằng của bạn kinh to nhất là thằng Ceci. Cứng nhất cứng chi lại thế kim cương giá kim cương cứng hơn cơ mà hả? Kim cương độ cứng bằng 10 cơ rô, độ cứng bằng 9 sao em đọc là cơ rô? Kim loại thứ nhất thì chắc chắn là crom, còn kim cương thì nó là carbon, là phi kim mà, có phải kim loại không? Thế nào mà người ta có hỏi là kim loại cứng nhất mà có kim cương thì đừng có chọn là kim cương nhé. Thế nếu mà đề mà nó lại hỏi là vật liệu nào sau đây cứng nhất mà có kim cương thì lại phải chọn kim cương, chứ đừng có theo kiểu đào quán tính. Mình cứ theo kiểu đào quán tính mà mình mà lại đi làm là nhìn thấy kim cương sau thì họ ăn kim cương cứng nhất mà mình không đọc cái từ, cứ nhìn thấy từ cứng nhất đâu, cô kim cương của cô cầu hôn là trên, thấy chưa? Phải đọc kỹ, nhẹ nhất, có là kim loại nhẹ nhất mà mình thả nước nó nổ, có là lý kim, nặng nhất là chưa nghe bao giờ, nghe phát tin chán quá luôn, gì? Cái gì? Oxy, OS. Chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Nào, con ra chính xác. Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Chứa nhiều trong mộ của Tần Thủy Hòa. Thủy Vân rất độc. Nhiễm độc Thủy Vân sẽ gây ảo giác. Thế nên là trong các mộ thất của người ta hay sử dụng là rất là nhiều Thủy Vân bên trong đấy. Để mà trộm mộ và nó chui ra cái hít phải độc Thủy Vân mà thấy ảo giác, nhìn thấy ma quỷ sau cái chạy cứ tung lên đó đấy nha. Thế thì cái trọng tâm của cái chuyên đề số 3 này là tính chất chung và tính chất riêng, đấy chưa? Trọng tâm thì nó có trọng tâm, nó hay bỏ đi được đấy.
được. Trong khi đó phải nhớ được cho thầy là 4 phần thi, bởi vì là sở Hà Nội chúng ta thì hay thi, hay thi test, và cái điểm đôi khi là còn quan trọng hơn điểm thi đại học. Thì lúc đấy thì thi đại học thì mọi chuyện đã xong rồi nhé, bố mẹ có mắng chửi cũng thế thôi. Nhưng mà thi của sở thì lúc đấy thì bố mẹ mắng chửi thì vẫn mắng và vẫn chửi bình thường, đúng không? Nhưng mà thường là các anh chị cũng quan trọng việc mà thi. Nhưng mà bây giờ Covid thì chắc là Hà Nội mà thi là thi máy tính rồi. Thi máy tính thì năm ngoái để có thể tổng độ chuyên giải về trên máy tính được không? Năm ngoái có anh Hiền với lại chị Hoàng Yến và Tư thi máy tính Tư rồi lại chủ đề trò trong nhóm đó. Thế là chúng nó chỉ cần ngồi treo bài. Dĩ nhiên là những cái môn mà nó thi, ví dụ như là còn văn A thì sinh làm gì đấy, chụp ảnh sinh lên. Còn còn văn B thì nó chụp ảnh vật lý lên. Đấy, dạng vậy. Gọi là hỗ trợ. Xong nhá, xong rồi chính thức về lý kim loại nhá. Hát lên tập em lấy sách ra một vài câu trong phần lý kim loại cho nó quen. Các em mở sách về trang số 7. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Như vậy. Này có sách không? Dẫn điện, vậy nó sẽ là gì ạ? Tương tự với là dẫn điện, bảng, đầu, nhôm, đáp án đúng đáp án B. Câu 5, kim loại nào mà dễ nóng chảy nhất? Ôi dồi ôi, dễ nóng chảy nhất ạ. Làm phải tồn tại những tiên dương thế nào? Thì ngâm. Thế là chọn hòn ra. Ôi. Câu 7, kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong số tất cả các kim loại? Bảng B. 9, kim loại nào sau đây nhẹ nhất? A, B, D. 11, kim loại nào sau đây độ cứng lớn nhất trong số tất cả các kim loại? Chrome nhé, đừng chọn Wolfram. Chrome bảng B. 13, sắt, đồng, nhôm đều có những tính chất vật lý giống nhau, đều có ánh kim, đúng. Đều có tính dẫn nhiệt và dẫn điện, đúng. Đều có thể kéo dài và tăng mỏng, đúng. 15, khi nhiệt độ tăng hoặc độ dẫn điện các kim loại thay đổi theo chiều. Bây giờ thì lấy ví dụ này. Bình thường nhá, giả sử em trên đường đi học về, đúng chưa? Em đi qua một cái trường cấp 1, nếu trường cấp 1 đấy chưa tan học, cấp 1 em đi nhanh hay chậm? Nhanh. Nhưng nếu trường cấp 1 tan học thì nhanh hay chậm? Đấy, thì em tưởng tượng nhá, em ấy đông tự do chính là cái bọn nhỏ nhỏ lít thít ở cái trường cấp 1 đấy. Nếu mà nhiệt độ mà tăng lên thì làm sao? Chạy lắm, đúng không? Và trong đó là em đang đi ở đường một chiều, em chạy từ cực em chạy từ cực âm sang cực dương, đúng không? Em gặp cái bọn chạy long con nên em phải giảm tốc độ, đúng không? Và là nếu mà tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện có giảm, và giảm nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng. Chính vì vậy nên là các nhà khoa học chứng minh được rằng là ở không độ K, không độ K là không độ tuyệt đối tương đương với lại âm 273 độ C, thì lúc đó tất cả mọi vật liệu đều trở thành siêu dẫn. Tại sao nó lại là siêu dẫn? Tại lúc đấy là nguyên tử coi như là đứng yên bất động. Electron cũng bất động. Thế nên áp hay hiệu lệ thế, nguyên trọng như kiểu chiều. Được chưa? Đấy. Thì năm ngoái là các nhà khoa học ở trên thế giới này, không nhớ ở đâu, người ta đã điều chế được đến là 0,3 bao nhiêu độ K, 0,0 bao nhiêu, có nghĩa gần bằng 0 độ Kelvin. Đấy, thì mọi vật liệu đều trở thành siêu dẫn. Thế lúc đấy thầy liên tưởng cái thế mà kiểu lúc đấy mà bay thì nó cũng cho cái độ K có siêu dẫn không? Lúc đấy là như vậy, chúng ta cần gặp cái búa gõ con ra cái này vỡ, đúng không? Xong nhá. Câu 15 rồi. Câu 17, các kim loại nằm dưới đây có độ dẫn điện kém nhất thì chắc chắn là thì ngân. Xong nhá, xem chuyên đề 4, chúng ta đã có 2 chữ.